Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của cô gái Đà Thành. Hôm nay mình đi chợ thấy bắp rẻ và ngon quá nè, nên mình sẽ làm món chè bắp. Thì món chè bắp này rất là dễ làm và không kém phần ngon miệng đâu nhé. Mời cả nhà cùng làm với mình nào. Mình mua 3 trái bắp Mỹ và 5 trái bắp nếp. Các bạn cũng có thể sử dụng toàn bộ là bắp nếp không cũng được nhé. Các bạn đừng lựa bắp già quá hoặc là non quá nhé, lựa tầm vừa thôi thì nấu chè bắp sẽ ngon hơn đó. Bước đầu tiên mình sẽ lột vỏ bắp, loại bỏ rau bắp. Tiếp đến mình sẽ rửa sạch, sau đó mình sẽ bào mỏng nhé. Mình cân 8 trái bắp này hơn 1,6 kg đó các bạn. À, khi bào bắp thì các bạn nhớ giữ lại cùi bắp nha. Tí nữa mình sẽ nấu cùi bắp chung với bắp để nước chè được ngọt hơn. Sau khi bào mỏng hạt bắp xong rồi thì mình dùng dao cạo sạch cái cùi bắp để cho những cái nhân của hạt bắp dính trên cái cùi bắp đó ra hết luôn. Bước tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái nồi cho vào 2,5 lít nước lọc. Xong rồi mình sẽ cho cùi bắp và hạt bắp vào luôn nha. Hoặc các bạn có thể cho cùi bắp vào nồi trước, nấu tầm khoảng 15 phút cho ngọt nước rồi thì các bạn vớt cùi bắp ra nha. Sau đó mình sẽ cho hạt bắp vào và tiếp tục nấu. Mình sẽ cho 2 muỗng cà phê muối và một bó lá dứa tầm khoảng 10 lá vào nấu cùng luôn. Bước tiếp theo mình sẽ cho 150g nước lọc vào một cái tô, sau đó cho vào 130g bột bắp và 120g bột năng. Xong rồi các bạn khuấy cho tan đều nha. Sau tầm 15-20 phút thì nước bắp đã sôi, các bạn vớ cùi bắp và lá dứa ra nhé. Tiếp tục nấu hạt bắp cho tới khi hạt bắp chín mềm thì cho vào 400-500g đường cát trắng. Các bạn có thể thay thế đường cát trắng bằng đường thốt nốt, đường phèn, đường bát, vân vân. Khuấy đường cho tan xong rồi thì các bạn cho hỗn hợp bột năng và bột bắp vào nha. Nhớ là đảo đều tay và khuấy nhanh lên. Khuấy cho đều tay và liên tục để ở dưới đáy nồi không bị cháy và chè bắp không bị vón cục. Khuấy cho tới khi chè bắp sánh và sệt lại thì tắt bếp nhé. Bước cuối cùng để cho chè bắp thơm, ngon và có vị béo, các bạn cho thêm 200g nước cốt dừa vào và khuấy đều tay. Tèn tén tên, và thế là xong một món ăn chè bắp rồi đó. Món ăn này các bạn có thể ăn nóng hay lạnh gì cũng được. Và có thể ăn kèm với topping như chân trâu, dừa sợi, dừa sấy khô, vân vân. Các bạn nhớ làm và thưởng thức nha. Và đừng quên bấm like, subscribe, ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.